Trường Nhiều Chuyện chính thức quay xe với là mẹ nuôi của bé Anh Thư. Thì nhiều ngày qua câu chuyện của bé Anh Thư đã làm xôn xao dư luận trên cộng đồng mạng là giữa mẹ nuôi và bé Anh Thư. Bé Anh Thư đã từng nói là mẹ nuôi đã bán mình đi cho nhiều người khác trong những cái thời gian trước đó ở với mẹ nuôi, và sau này lại gặp được mẹ ruột. Thì những cái mâu thuẫn ở trong chuyện gia đình nó đã liên tiếp xảy ra, thì mẹ nuôi đã có làm một cái đơn để mà kiện người yêu của bé Thư, đó là em Cơm, thì rất là làm xôn xao dư luận, làm cho dư luận phẫn nộ về cái người mẹ nuôi không có, giống như là không được tốt này. Thì ngày hôm nay Trường chính thức quay xe với mẹ nuôi là không còn liên quan và không còn quay bên mẹ nuôi nữa. Nói chung là tính đi kiếm cái lễ đúng, nhưng mà bây giờ bà mẹ nuôi mất, trốn mất tiêu luôn rồi. Đó là giờ chính thức là quay xe luôn đó, kể giờ bà mẹ nuôi ở đâu Trường cũng không biết luôn, là chính thức là như vậy, là quay xe nha cả nhà nha. Thì những ngày qua Trường có đi theo một số anh em quay bên mẹ nuôi, thì có cái những lời nói nào hoặc là có những cái video nào không phù hợp với lại người xem thì mong cả nhà thông cảm. Thì ngày hôm nay là Trường chính thức là thông báo là Trường sẽ quay xe đó. Cái sự việc này á, nó còn dài tập, nên trước mắt thì Trường Nhiều Chuyện sẽ nhiều chuyện theo những cái chuyện gì mà Trường Nhiều Chuyện sẽ đu theo. Còn bây giờ là quay xe với lại mẹ nuôi á, bye bye mẹ nuôi nha, không chơi với mẹ nuôi nữa đâu, ớn quá rồi. Nói chung thì hai bên mà đang chiến đấu với nhau, nói chung là cái phần mà để mà phẫn nộ á, thì bên mẹ nuôi đã chịu thiệt rồi. Nói chung mẹ nuôi đã đấu không lại rồi đó. Cái vấn đề là đấu không lại là bên bé Thư, thì bé Thư giờ một lượng khán giả rất là cao đó. Thì bây giờ nói chung là bé Thư nói cái gì ra cũng đúng đó, mẹ nuôi bây giờ là bất khả kháng. Thì nói chung là vậy cả nhà. Nói chung là Trường bây giờ đã quay xe rồi. Nói chung là ai nghĩ sao Trường sao thì Trường nghĩ vậy đi, tại vì Trường là nhiều chuyện. Và cũng xin gửi đến đó là với lại quý cô chú anh chị vậy, thì hôm nay đáng lẽ là hôm nay là để cho bà mẹ nuôi với lại mẹ ruột của bé Thư gặp nhau trong cái sự mà yên đẹp, để hai bên tự giải quyết cái chuyện cá nhân riêng tư đó. Thì Trường cũng có điện thoại nói chuyện với lại mẹ ruột của bé Thư, nhưng mà cái cuộc gọi điện thoại nói chuyện đó thì hình như là cũng được mẹ ruột ghi âm lại để đăng lên trên mạng rồi. Em cũng cảm ơn chị nhiều, cũng đã quan tâm đến những lời nói của em và đã được ghi âm lại đăng lên trên mạng để chia sẻ cho những anh em YouTube khác đăng lên trên mạng. Thì trước mắt em cảm ơn chị Yến rất là nhiều, cũng nhờ cảm ơn chị đã tự BR cho em đó. Thì những cái vấn đề mà em nêu lên trên cái video mà cái cuộc đoàn thoại đó là em cũng chưa công kích ai và em chưa nói xấu ai, và em cũng chưa thừa nhận là em đang bên nào và nói bên nào, em đứng cái nệm chung chung đó. Nhưng mà được cái đó là bà mẹ nuôi của bé Thư là bà cô Loan, bà giống như là bà tin tưởng, không phải là tin tưởng gì, bà cũng nhờ Trường đứng ra, giống như là nhờ Trường đưa những cái thông tin, những cái lời nói của bà lên trên mạng thế thôi. Thì giống như là được bà cũng giống như là nhờ đến những cái vấn đề đó, thì hẹn bà ra, chủ yếu muốn hẹn cho gặp bên mẹ ruột thôi. Còn cái chuyện người ta nói chuyện hay ta muốn nói cái gì đó thì Trường không biết đó, Trường chỉ có lời nói thông qua Trường truyền tải tới mẹ ruột của bé Thư. Thì khi mà Trường đi đến điểm hẹn thì ở đó thì cũng có đông anh em YouTube, rồi có người này người kia thì rất là đông, thì cũng có ba mẹ người lớn của chị Yến đó nữa. Nên đó là Trường cũng trình bày thẳng với lại là mẹ nuôi của bé Thư là cô Loan, để có được cái cô có muốn đến hay không. Nó giống như là mình phải cái gì cái mình không có nói láo được mấy chuyện đó, mình coi cái ý kiến người ta có dám đến hay không, chứ mình không muốn gài người ta vô một thế khó, đúng không quý chú anh chị? Mình làm gì phải công tâm. Thì Trường khi mà Trường đến trước thì Trường thấy cái sự việc như vậy, thì Trường mới điện cho bà Loan nói bây giờ bà có muốn đến hay không. Thì cái vấn đề là quán cà phê đó, tên đó, số nhà đó, thì hiện tại có ai ở đó, thì Trường cũng nói lên luôn. Nếu bà đến được thì bà cứ đến, bà đến để bà gặp được người ta. Còn cái chuyện quay phim hay không đó là không dám chắc, tại vì lúc đầu nói trong cuộc điện thoại thì bà mẹ ruột á, là chị Yến, đã nói là khi mà gặp á, là sẽ không quay video gì cả, và gặp trong cái sự riêng tư. Thì Trường vẫn nghĩ thì nếu vậy thì nói bà Loan thôi, thông qua Trường nói lại bà Loan, thì bà Loan cũng thông qua Trường nói là chị Yến chứ như cửa giữa hai người không tự liên hệ đến với nhau được, thì Trường chỉ đứng ra cửa giữa thôi. Nói chung là Trường thấy cái sự việc này đi nó quá xa, thì mong muốn hai bên gặp ra ngồi lại với nhau để đàm phán, để coi có hướng giải quyết tốt nhất hay không, đúng không? Nếu mà bên nào sai thì có pháp luật làm việc, còn bên nào đúng thì nó sẽ là đúng, còn là sai nó sẽ là sai, sai thì phải chịu tội thế thôi. Thì xong cái cuộc hẹn thì ngày hôm nay đã bị bất thành cả nhà, không được. Thì cũng xong cái vụ việc Trường đi vừa ra khỏi quán cà phê thì cũng có thấy cái clip nào đó đăng cái cuộc nói chuyện giữa Trường và chị Yến vào. Thì nói chung thì mình nói thật thì mình không sợ cây ngay, không sợ chết đứng. Mình cũng thấy là mình là cái người ở ngoài, mình nhìn vô cái sự việc đó mình thấy nó bị rối quá, thì mình muốn giúp cho gia đình có cái hướng đi nó tốt nhất, đừng có lên mạng để mà hai bên mà đấu đá với nhau nhiều nhiều ngày cũng không được gì, nó gì chỉ là tạo cho cái dư luận nó dậy sóng thôi. Mình thì chủ yếu là mình đi theo cái hướng đó. Thì cũng cảm ơn chị Yến đã luôn
rất là quan tâm tới những lời nói của em và chia sẻ cái lời nói của em ra cho những anh kia đăng lên. Thì trước mắt em cảm ơn chị rất là nhiều. Thì nhiều khi nhờ vậy mà nhiều người biết đến kênh em, tại vì kênh em có chút xíu à. Kênh em thì kênh em mới làm, em mới tập làm nữa, em không biết làm nhiều thì cái kênh em mới nhỏ nữa. Thì cảm ơn chị rất là nhiều. Trước tiên là cảm ơn chị đã ngày hôm nay chịu khó đi trong nhà ra cái quán cà phê đó, nhưng mà gặp không được bà Lon. Thì nói chung là bà Lon bà tự quay xe nha, bà Lon tự không tới chứ không phải là trường không có kêu bà tới nha. Tại vì trường nói là nói đúng sự thật. Trời, khi mà tới quán cà phê trường nói điện cho bà Lon nói giờ đó quán cà phê thì có anh em YouTube ở đó, là có người lớn, có tất cả mọi người đó, thì cô có tới thì tới đó, là hết phim, là trường sẽ không tham gia vô, trường cũng không quay. Tại vì trên lời nói của trường nói ra làm sao y chang vậy, khi mà cuộc điện thoại nói chị Yến sao là y chang vậy, là trường nói trường cũng không quay nữa. Tại vấn đề đó vấn đề riêng tư, vấn đề cá nhân của họ, họ tự giải quyết chứ mình không có liên quan gì hết. Trừ khi mà cái chuyện gì đó họ muốn nhờ mình đến truyền tải thông tin á thì mình tới, còn người ta không thích là trường cũng không quay, thế thôi đó. Thì giờ cũng cảm ơn chị rất là nhiều đã tạo điều kiện để mà em nói chuyện với bà Lon, để kêu bà Lon ra, chứ mà bà Lon không ra thì ngày hôm nay chính xác là em sẽ quay xe với bà Lon. Những việc gì sau này là bà Lon mà nhờ ai quay đó thì nhờ em không biết, nhưng mà trong tương lai thì em biết nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ là em đã quay xe với bà Lon rồi, em không có muốn gặp bà Lon nữa. Và từ đấy tới bây sau thì khi nào mà có cuộc điện thoại nào đó là cái sự việc gì đó mà nó có tốt cho ai á thì bà Lon nhờ thì em làm, thế thôi. Còn bây giờ là quay xe rồi, bây giờ em không biết là liên lạc bà như thế nào luôn. Em gọi bà cũng không bắt máy nữa, cái nhà khổ lắm. Rồi quay lại cái câu chuyện của bé Thư, thì trước tiên chú xin chúc mừng bé Thư là con đã nhận lại được mẹ ruột. Và trong thời gian trước chú cũng có qua quay con, nhưng mà con khi mà quay con xong á, nhưng mà chú thấy là cái sự việc của con nó đi quá xa, chú đã ẩn hết các video. Ngày hôm nay chú lại lên video này, chú cũng nói y chang như những lời hôm trước chú nói. Thì lúc đầu thì chú cũng đi tìm sự thật cho con, vì con nói là con tìm người thân, thì chú đã tìm đến những cái đúng cái địa điểm, đúng những chỗ mà chú cần đã tìm rồi. Nhưng mà chú lúc đó thì chú không có chưa gặp mẹ con, nhưng mà sự việc lúc về sau á thì gặp được lúc mà tụi con bị nghĩ tới đường quẩn á, thì lúc đó mẹ ruột con xuất hiện. Thì nói chung hai mẹ con gặp nhau như vậy là quá quý rồi cả nhà. Chúc mừng hen. Nhưng thì cũng thông qua đây trường cũng xin lỗi tới bé Thư, tại vì bé Thư trên video của bé Thư nó nói trường là làm việc không có tâm, làm việc như thế này thế nọ, mới đầu quay nó rồi xong quay mẹ nuôi. Nói chung chú làm việc mà con, cái công việc của chú là chú phải đi nhiều chuyện mà, như 1.000 người sao con bắt người ta theo con 1.000 người được, đúng không? Ví dụ như con nói thì lại cũng phải để người khác nói, đó là công việc của chú. Thì ngày hôm nay chú chính thức quay xe với mẹ nuôi con, thì cũng mong là con với em Cường có được một cái cơ hội nào đó lật ngược tình thế để cho Cường giảm án. Thì chắc trong vài ngày nữa là em Cường giảm án, Cường sẽ nhận án rồi đúng không? Thì cũng mong là Cường sẽ có một cái nước đi nào đó đúng đắn để lật được tình thế. Còn những việc như bé Thư nó tố cáo mẹ nó là vấn đề giống như là bán ấy, hồi nào năm 16 tuổi đó, thì mình chỉ làm theo cái đúng pháp luật, đúng giấy tờ, giấy trắng mực đen. Ví dụ bé Thư nó nói nó 18 mà khăng khăng có giấy căn cước công dân đó, thì bây giờ chỉ có giống như là trên giấy trắng mực đen mà ngày hôm qua bà Lon bỏ vô trong xã và lục lại thì thấy là đúng cái giấy đó là không phải là 18 mà cái giấy đó có 12 mấy à đó. Thì xong rồi cái bây giờ là con đã nói là mẹ con cho con đi tiếp khách năm 16 tuổi. Thì đó, thì bây giờ con nghĩ đi, nếu mà cái giấy đó 12 mà con nói tiếp khách năm 16 thì lại sai sự thật nữa. Thôi nhưng mà cái chuyện đó là nói sai là giữa con biết với lại bà Lon biết đó. Cái câu chuyện nó có hai người biết thôi, chỉ là cái cộng đồng mạng đang xem, người có người hiểu có người không hiểu. Thì kính mong sao mà để cho cái sự việc này nó sáng tỏ, đâu là người nói sai, đâu là người nói đúng, để cho mọi việc nó được sáng tỏ hơn, để cho cộng đồng mạng này người ta có một câu trả lời, không? Chứ giờ mẹ nuôi thì bà không ra đó chắc nữa rồi đó, bà mẹ nuôi bà đi mất tiêu luôn rồi, giờ trường cũng tìm không ra nữa. Vậy khổ vậy đó quý chính chị. Cũng mong là sao bé Thư nó có những cái lời nói nào đó, nó có những cái hành động nhanh nhất có thể để lôi bà mẹ nuôi ra. Ví dụ như giờ những lời bé Thư nó nói là nó có căn cứ, nó có bằng chứng và nó có hình ảnh hoặc có video hoặc có ai đó làm chứng hoặc ai đứng ra chịu trách nhiệm cho nó đi thưa, thì mong là bé Thư nó thưa sớm nhất có thể để cho bà mẹ nuôi chịu tội, đúng không quý chính chị? Ví dụ bây giờ đã có mẹ ruột rồi, mẹ ruột về rồi, thì bây giờ bé Thư đã có người chống lưng rồi, đã có người đại diện hợp pháp để mà lo cho bé Thư rồi, thì bé Thư bây giờ cứ đi tìm đủ bằng chứng, đủ chứng cứ đi kiện mẹ nuôi là chừng ấy năm đó đưa cho nó đi ép nó làm việc này, cho nó làm việc kia để kiếm tiền đó. Thì bây giờ trường nghĩ là cái điều này là sẽ lật được tình thế của em Cường. Thì mong là trong thời gian sớm nhất bé Thư nó có những cái
hình ảnh và video nè, hoặc là hình ảnh hoặc là chứng cứ gì đó mà nó sớm nhất có thể để đưa mẹ nuôi nó vào trong vòng lao lý nhanh nhất, để trả giá những cái việc mà làm mẹ nuôi từng làm ra cho nó, nếu mà cái đó là sự thật, đúng cả nhà. Tại vì bây giờ giấy trắng mực đen á, làm việc là phải giấy trắng mực đen chứ không nó miễn được, nó miễn sao mà nói được, đúng không chính chị? Thì mình cũng phải gán đu theo dõi cái sự việc này, coi tình hình này nó sẽ ra sao. Còn em Cường bây giờ là chuẩn bị chắc cũng ăn chục 20 ngày nữa là đi thụ án rồi. Thì bây giờ nếu mà trở tay kịp trở tay kịp thì Cường sẽ được một giảm được một cái phần án nó nhẹ nhất có thể. Chứ bây giờ mà chờ hoài thì chờ đâu được đâu cả nhà. Chờ chỉ là tội cho em Cường thôi. Em Cường là đứa con trai tội nhất, em mới có mười mấy tuổi thôi, mới chuẩn bị hành trang bước vào đời, nhưng mà gặp một cái sự biến cố như thế này cũng rất là tội cho em Cường. Thì thanh niên lớn lên không vấp ngã vô cái chuyện gì mà vấp ngã vô chuyện này thì thật sự là quá đau. Nói chung là trả giá quá đắt cho cái vấn đề của em Cường. Thì nói chung ngày đầu tiên để xích đến gia đình của em Cường quay phim, cũng nói chuyện với lại mẹ em Cường, thì cũng có nói chuyện với chị của em Cường. Thì nói chung thì thật sự là lần đầu tiên xuống quay thì cũng nói có xin phép, nhưng mà sau đó thì những cái video trường trên kênh của trường ẩn hết. Thì trường thấy đây, tại vì cái câu chuyện nó chưa được xác thực, nó chưa được có đủ bằng chứng để mình xác minh được cái vấn đề gì trong khi lời nói đó. Thì bé Thư đã từng nói là nó từng làm căn cước năm 2005 ở đâu đó Trà Vinh, nhưng mà hình như là trường biết là gia đình cũng đã đi tìm luôn rồi nhưng mà không có đó. Thì trường theo trường là chưa nói là đó là sự thật nha. Thì trường biết là gia đình của em Cường và bé Thư đã xuống tới Trà Vinh để đi tìm cái căn cước đó, nhưng mà trong xã đó người ta báo là không có, hoàn toàn không có đó. Bởi cái tình tiết bây giờ nó mới khó nè. Nếu mà bây giờ ai mà biết luật pháp hãy đứng lên bảo vệ cái lẽ đúng, hãy sau chuỗi lại những cái sự tình tiết này để trả lại cái sự trong sạch cho em Cường, và cũng xác minh được những lời nói của bé Thư là hoàn toàn đúng, để cho bà mẹ nuôi này trả giá. Thật sự là trường mong là điều đó, nếu điều đó là đúng là sự thật, trời ơi cái đó chắc cả nước này vui đó. Đúng không cả nhà? Nếu mà lời nói của bé Thư mà đúng hoàn toàn, mẹ nuôi nó từng làm chuyện đó xảy ra với nó, cả nước này ta rất là căm phẫn, phẫn nộ về vấn đề của bà mẹ nuôi. Thì cũng mong sao bà mẹ nuôi này hãy sớm mà chịu tội vấn đề của bé Thư nó nói ra. Thì mong sao luật pháp luôn có cái cách giải quyết của họ. Thì theo như trường nghĩ nha, theo như trường nghĩ, bây giờ bé Thư cứ đưa lên đơn lên kiện đi là bà mẹ nuôi sẽ đi thầu thôi, đúng không ạ? Bé Thư mà đem đơn lên kiện thì bà mẹ nuôi bắt buộc là phải đi hầu tòa, và trong khi kiện là kẻ bên bị hại và bên bị cáo, họ là hai bên sẽ lượt lấy lời khai, đúng cả nhà. Đây là trường phân tích nha. Ví dụ như giờ bé Thư có người giám hộ hợp pháp, bây giờ mẹ ruột nó về rồi là người giám hộ hợp pháp cho nó, thì giờ là cái người giám hộ hợp pháp đại diện ra đi thưa bà mẹ nuôi, nói con tôi là vậy 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 đó, tuổi nhỏ nó bị đàn áp, bị vậy vậy, mình đi kiện là nó sẽ lấy lời khai, và lấy lời khai là biết ai đúng ai sai liền, đúng cả nhà. Cái này là trường nói thiệt, đúng không? Nếu mà quý cô chú chị nghĩ đúng không, bây giờ nếu mà đưa đơn lên kiện, kiện là bà mẹ nuôi từng ấy năm làm cái việc đó, còn nếu mà đúng sự thật là bảo phải trả giá, còn mà không đúng sự thật thì con Thư chỉ cần một lời xin lỗi thôi, đúng không? Con Thư chỉ cần một lời xin lỗi thôi chứ không cần gì hết. Ô lộn, bà mẹ nuôi chỉ cần một lời xin lỗi từng Thư thôi, đâu mất mát gì đâu. Bây giờ con Thư đã có mẹ về nhận nuôi rồi, rồi coi người mẹ này có đủ trách nhiệm, đủ bằng cứng, đủ bằng chứng, đủ cơ sở để đi kiện bà mẹ nuôi hay không. Ô lộn, là nãy giờ chưa nói là bà mẹ ruột nha. Bà mẹ ruột có đủ tự tin, đủ bằng chứng, đủ giấy tờ, đủ tất cả hợp lý, pháp lý ha, rồi đứng sau lưng để mà người đại diện hợp pháp cho bé Thư để đi kiện bà mẹ nuôi không? Thì cái điều đó là nên kiện, tốt nhất là kiện đi. Chưa nghĩ là nên kiện, kiện cho mọi việc sáng tỏ. Tại vì bà mẹ nuôi bây giờ là bà là con bé Thư đã gắn cho bà một cái tội danh như vậy rồi, thì càng nên kiện, kiện để cho nó ra vấn đề, phải không? Vấn đề thứ nhất là coi bà mẹ nuôi đó có cái tội danh đó hay không. Điều thứ hai là cái lời nói của bé Thư nó đúng sự thật như vậy hay không. Đó, theo như trường nghĩ là như vậy cả nhà. Thì cả nhà nếu mà thấy trường đối đúng thì cho trường xin một like, một đăng ký kênh. Nói chung là mấy bữa nay thì quay bà mẹ nuôi thì chủ yếu là bà nhờ tới thì anh em tới làm, thì trường sẽ đi lại ngược lại số đông. Thì nói chung thôi kệ, mình cũng không lẽ giờ mình
mình đi bu vô mình quay bên kia không, thì bên đây không ai quay thì bà này bà muốn nói thì sao nói được. Rồi nếu mà trường không quay bà này thì sao mọi người biết bà này bà đang nói cái gì đúng không? Nhưng mà khi không quay bà mẹ nuôi thì quý cô chú anh chị chỉ biết cái câu chuyện của con bé Thư không, mà không biết bà mẹ nuôi ruột ố bà mẹ nuôi này bà đang muốn nói cái gì. Thì trường đã chấp nhận thương đau trường qua đây trường chơi với bà mẹ nuôi lên thì cũng dữ à lên rồi quá trời quá đất luôn, lên trời ơi toàn tẩy chai kênh luôn mà chết luôn rồi. Kiểu này thôi đừng có đá chén cơm em mấy anh mấy chị ơi, công việc của em mà. Thì thôi chốt lại câu là trường chính thức quay xe với mẹ nuôi nha. Đó giờ chứ là coi thời gian và nhất định sẽ trả lời, lời nói láo nào nó sẽ lộ là sự thật hết, cái kim giấu trong bọc cũng có ngày lộ ra, và lời nói láo nào nó cũng sẽ có sự thật, đúng không? Lời nói láo nào nó cũng sẽ lộ ra, và cái kim nào trong bọc nó cũng sẽ lòi ra thôi. Thật là thật, đúng là đúng, sai là sai. Đó, đúng thì chúc mừng, sai thì phải chịu với lại pháp lực, thế thôi, đúng không cả nhà? Thì mong là những cái câu chuyện sắp tới này nó sẽ hấp dẫn lôi cuốn của mình theo cái câu chuyện đó lên. Thì trước tiên thì sao chốt lại một câu thì chú xin lỗi bé Thư, cũng mong con đừng giận chú nữa. Lúc đầu thì thật sự là không phải là chú không muốn quay con, nhưng mà tại vì vấn đề chú mong muốn là phải có một lời nói bên kia để đối kháng lại bên đây, để cho khán giả được coi được hai bên, chứ không phải là tự nhiên quay bên đây rồi bỏ anh con. Ví dụ như giờ chú khùng chú đi xuống chú quay con á, thì con có cho chú quay không, đúng không? Lỡ như quay con thì con nói thôi ông này ông xạo lắm nè, bữa trước quay tôi xong bây giờ quay qua mẹ nuôi rồi xong quay ngược lại quay tôi, ông xạo quá đó. Thấy giờ loại nhiều khi nó có nhiều cái để con xử lý vấn đề lắm. Thì trước tiên thì chú sẽ không có nói gì nữa. Trước tiên là chú xin lỗi con đi. Thì mong con hãy cố gắng vượt qua cái này, để tại vì sắp tới Cường nó chuẩn bị đi xa rồi, thì con cố gắng lên. Thì bà còn mẹ nuôi thì bà đã cũng đã đi mất tiêu luôn rồi, giờ chú cũng liên lạc cũng được. Thì cảm ơn chị mẹ ruột, trời nói ngồi lẹo lưỡi luôn, cảm ơn chị mẹ ruột đã ghi âm cuộc gọi của em và chia sẻ cái cuộc gọi lên. Nếu mà em có lỡ lời gì, mong quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm bỏ qua. Thôi, bây giờ Trần kết thúc video đây. Bye bye.